Từ tin mơ, nhiều người dân ở xã Sơn Hà, huyện Xuân Hòa, tỉnh Phú Yên đã đi vào rừng hái nấm. Đây đã là đợt thứ ba nắm khoan rừng, loại nấm mọc lên từ đất đã bắt đầu nở rộ. Từ khuya, người dân ở các buôn làng của huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã cùng nhau vào rừng hái nấm như thế này. Đây là những cây nấm mà người dân đã nhổ được. Cái nấm này thì hình như là nở quá rồi đúng không cô? Đúng, nở nhiều. Cái này thì bán chắc là rẻ đúng không ạ? Dạ. Nấm khoan rừng là loại nấm mọc lên từ đất và có rất nhiều trong các cánh rừng ở huyện miền núi Sơn Hòa, sông Hinh của tỉnh Phú Yên. Mỗi năm nấm khoan rừng chỉ mọc từ 3 đến 4 đợt và mỗi đợt chỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Tháng 10 khi mùa mưa xuống, người dân lại vào rừng hái nấm và mùa nấm sẽ kết thúc vào tháng 12. Năm nay nấm mọc nhiều nên ai cũng hái được nhiều nấm. Từ 9 giờ sáng, chợ nấm đã hoạt động sôi động người mua người bán với nhau. Người hái ít nhất cũng được 2 ký và nhiều lên đến hơn chục ký. Nấm nở có giá từ 80 đến 120 ngàn đồng một ký, còn nấm búp thì giá cao hơn, dao động từ 250 đến 370 ngàn đồng. Nhờ được mùa nấm và giá lại cao nên nhiều người dân ở huyện miền núi Sơn Hòa, sông Hinh của tỉnh Phú Yên có ngày thu nhập đến vài triệu đồng.